để cho cả nhà nghe cái kem đánh răng của công ty Olymen á, là hồi ban đầu nói thì mình không tin, nhưng mình xài một thời gian là bắt đầu xài một thời gian rồi thấy tự nhiên cái men răng của mình hồi đó giờ mình không có đi cạo men răng nha, răng hồi đó lúc trước cũng hơi vàng á chứ không có được trắng cho vậy đâu, nhưng mà sau tự nhiên mình sao mình thấy ủa sao mình gớt ra miếng gì, cái mình lấy ra mình coi nó ủa cái này gì vậy, không lẽ răng mình mẻ, cái bắt đầu mình mới đi gờ ủa coi kiến lại thì không phải răng mẻ. Ồ cái này bắt đầu mình lấy cái tay mình bấm cái ai ngờ nó bể, ồ cái này là vôi của men răng của mình đó, là nằm ở trong á, ờ là nằm ở trong đó, bởi vì kem đánh răng của mình rất là tốt. Mời chị em cả nhà hãy trải nghiệm một lần thử đi, thí dụ mình đánh một lần hai lần thì đừng có nói ờ đánh một lần hai lần rồi sao, nó từ từ sẽ nó sẽ bôi găng nó sẽ chốc từ từ nó bóng gây găng của mình lại. Rồi chào cả nhà chị em nha.